Phước đức nhân duyên bởi tài người, luật đời nhân quả có lâu rồi. Lắm kẻ giàu sang thỏa ước nguyện, nhiều người nghèo khổ quằn bôn ba. Cho từng trời kia không có mắt, đừng tin đất nọ đã câm lì. Trần gian vẫn đó bao gương lỗi, thế sự ngày mai sẽ khác thôi. Vâng, thưa quý cô bác, anh chị thân mến, mình được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chuẩn, giúp tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, được thần tài trả ơn, gánh hết lộc trời, đổi đời giàu nhanh chóng mặt, đúng tháng 6 âm lịch 2024, nếu như tránh được điều này. Quý khán giả thân mến, trong xã hội này nhiều người phấn đấu hết mình cả một đời, tranh đấu ngược xuôi, cuối cùng cũng không đạt được thành tựu như ý. Nhiều người rất giỏi nhưng lại không thành công bằng người không có tài năng. Nếu thành công hay sự sướng khổ của đời người không phải do tài năng hay bản sự, vậy đáp án nằm ở đâu? Người xưa bảo, có đức mặc sức mà ăn, tích đức tổn đức, trí tuệ của cổ nhân rất thâm sâu, có lẽ câu trả lời nằm ở chữ đức mà ra. Và trong video ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả đi tìm hiểu những dấu hiệu vận hạn trong tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, cũng như chia sẻ các cách để hóa giải cầu may đến với gia tộc và bản thân con giáp này. Đầu tiên, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng tìm hiểu xem người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 có đặc điểm tính cách gì nổi bật sau đây. Kỷ Hợi 1959 thuộc mệnh Mộc, bình địa Mộc. Địa Mộc là những cây cối mộc ở vùng đồng bằng. Người mệnh này có tính tình hiền hòa, khôn khéo, tốt bụng, thật thà, ngay thẳng. Trời sinh những người tuổi Kỷ Hợi được Phật Di Lặc ban cho trí tuệ, Phật A Di Đà Như Lai bảo hộ, Phật Thích Ca Mâu Ni ban phúc. Đây là những người mang tính cách cẩn thận, sống biết lo toan, suy nghĩ chu toàn trong mọi việc. Bên cạnh đó, họ còn rất thông minh, có nhiều tài nghệ, lại chăm chỉ và chịu khó, siêng năng làm lụng. Kỷ Hợi theo ngũ hành thuộc mệnh Mộc, hay còn gọi là bình địa Mộc, phần lớn người mệnh Mộc có tính cách khá cứng rắn và dứt khoát, thế nhưng với người mệnh nạp âm bình địa một, đôi lúc lại mềm lòng và yếu đuối, cũng chính điều này đã giúp họ ngày càng hoàn thiện bản thân, có nhiều mối quan hệ tốt trong cuộc sống. Những người này đều thành công từ hai bàn tay trắng, bởi thế, họ luôn trân trọng những thứ mình đang nắm giữ. Dù việc lớn hay việc nhỏ gì, họ cũng cố gắng hoàn thành để đạt những thành tựu nhất định cho bản thân. Kỷ Hợi mệnh Mộc thường rất khiêm tốn, có nhiều phẩm chất tốt đẹp, biết cảm thông, bao dung với người khác. Họ luôn lạc quan và rộng mở tấm lòng trong cuộc sống của mình. Vì vậy, tuy cuộc sống còn nhiều ưu phiền, trắc trở, nhưng họ vẫn luôn an tâm, lạc quan tiến tới. Họ cũng thường khoan dung với chính bản thân mình. Đây là những người mang tính cách cẩn thận, sống biết lo toan, suy nghĩ chu toàn trong mọi việc. Bên cạnh đó, họ còn rất thông minh, có nhiều tài nghệ, lại chăm chỉ và chịu khó, siêng năng làm lụng. Kỷ Hợi nếu được sinh vào giờ tốt thì trung niên đã có nhà cửa khang trang, gia đạo ấm êm, hạnh phúc. Vẻ bề ngoài của Kỷ Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Nhưng họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản họ luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại hay dựa dẫm vào ai. Kỷ Hợi sẽ âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung, quả quyết. Kỷ Hợi thích hành hiệp trượng nghĩa và cũng thích được nhiều người ngưỡng mộ, yêu mến. Họ luôn tỏ ra nghị lực, đối xử thân thiện và hết lòng vì bạn bè. Họ cũng không tiếc công sức khi tham gia các hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng. Đây là người biết cách lập kế hoạch cũng như xác định bước đi tiếp theo của mình là gì, luôn suy tính kỹ càng trước khi quyết định hành động.
Tuy nhiên, tuổi Kỷ Hợi có sự chịu đựng kém, đứng trước áp lực của công việc và cuộc sống, nhiều khi họ xử lý không thấu đáo, thường đau đầu, mất ngủ hoặc có biểu hiện bất lực. Buông xuôi trước thử thách, để hướng tới thành công, họ cần tôi rèn nghị lực, ý chí nhiều hơn nữa. Những lúc gặp khó khăn, họ cần động viên, an ủi, chia sẻ, cảm thông, khích lệ rất nhiều. Kỷ Hợi chỉ mong ước có một cuộc sống giản dị, bình thường, nên họ không nhiều tham vọng, không ham bon chen, lấy khoan dung, độ lượng để ứng xử, lấy khiêm cung, trọng hậu để đối đãi với người khác. Họ yêu cuộc sống hòa bình, không thích tranh chấp hay nhường nhịn và thích giúp đỡ người khác. Tuổi Kỷ Hợi muốn xây dựng một bầu không khí hòa nhã, thân ái trong gia đình và cộng đồng. Kỷ Hợi thường rất chăm chỉ, siêng năng, khéo tay, tỉ mỉ. Họ có biệt tài nghiên cứu, sửa chữa máy móc, làm các đồ thủ công, mỹ nghệ, trồng cây và chăn nuôi. Chỉ cần một chút nghị lực can đảm thôi là họ có thể thành công trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, Kỷ Hợi có tinh thần đoàn kết với những người xung quanh, là những người giỏi ngoại giao hay giúp đỡ người khác, nên họ rất được lòng anh em, bạn bè. Họ giữ gìn sự đoàn kết như bảo vệ con ngươi trong mắt mình vậy. Tuổi Kỷ Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy nên được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, Kỷ Hợi sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Người tuổi Kỷ Hợi rất thành thật và khiêm tốn. Họ nổi bật với lòng trung thành, tính thụ động và khá thực tế, có số phận an nhàn, luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng sách ghi chép vận mệnh những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 mang cung mệnh đại gia lại cho thấy phần lớn người tuổi này mang mệnh phú quý, đều mang tính tình cứng cỏi, quyết đoán, lòng đầy tự hào, khinh thế ngạo mạn, đôi khi tự cao, tự đại, có sự độc lập một cách đáng kinh ngạc. Họ có tố chất là một thủ lĩnh đầu đàn để quán xuyến tất cả mọi việc. Tuy nhiên, họ lại làm việc trong tâm thế khá nóng nảy, lỗ mãng, lại đa nghi nên dễ tuân theo cảm xúc mà đưa ra quyết định sai lầm, gây hối tiếc về sau. Đây chính là điểm yếu khiến họ gặp nhiều thất bại trong tiền vận mà mãi tới trung vận họ mới có thể nhận ra. Có một số tuổi nhận ra sớm nhờ được quý nhân chỉ giáo, có thể giàu sang ngay trước ngưỡng tuổi tứ tuần. Kỷ Hợi nếu được sinh vào giờ tốt thì trung niên đã có nhà cửa khang trang, gia đạo ấm êm, hạnh phúc. Vẻ bề ngoài của Kỷ Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận buồn phiền bất kỳ điều gì. Nhưng họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản họ luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại hay dựa dẫm vào ai. Kỷ Hợi sẽ âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung, quả quyết. Theo luận giải, vì Kỷ Hợi thuộc mẫu người phúc hậu, trực tính, cẩn thận, chu đáo, mẫu mực, kiên nhẫn, mang nhiều hoài bão, lý tưởng, đặc biệt, tính tình ngay thẳng, phóng khoáng, có lý tưởng, đôi lúc ngây thơ, lãng mạn, dễ gặp may mắn trong cuộc đời, tự tin, kiên cường, có tài của bậc lãnh đạo, có ý chí tiến thủ cao. Kỷ Hợi là mẫu người ham học hỏi, có năng khiếu về văn chương và khoa học, là người tài giỏi, hiền lương, cuộc sống có nhiều thành tựu với các công việc làm ăn lương thiện. Kỷ Hợi vào đời với hai bàn tay trắng, không nhờ cậy anh em, bà con, thân tự lập thân, nhờ vào sự tháo vát, chịu khó chịu khổ, cũng đã có lúc khấm khá, nhưng sự nghiệp không bền, nhiều phen chao đảo, nhất là tiền trung vận. Tuổi Kỷ Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy nên được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, Kỷ Hợi sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 6 âm lịch 2024. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 7 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 3 tháng 8 năm 2024 dương lịch. Can chi là tháng Tân Mùi năm Giáp Thìn, có thiên can là Tân Kim, địa chi Mùi Thổ, đặc trưng tháng là thiên khắc địa hình nhân khí vượng, mưu sự thành bại tại nhân. Tử vi tháng 6 âm lịch 2024 của 12 con giáp nhận thấy, cục diện tháng mới của người tuổi Kỷ Hợi có thăng, có trầm, có tăng tiến nhưng cũng nếm trải không ít khó khăn và vất vả. Mọi chuyện từ công danh, tài lộc tới tình cảm đều sẽ có điều phải trăn trở, nhưng rất may là kết quả cuối cùng không tồi, xứng đáng với nỗ lực mà bạn bỏ ra. Trong tháng, có sự xuất hiện của cục diện tương hại thái tuế, ảnh hưởng không nhỏ tới vận trình sự nghiệp của bản mệnh, công việc chịu áp lực từ cấp trên hoặc đối tác. Con giáp này có thể phải tăng ca, mang việc về nhà để giải quyết. Tuy nhiên, đừng vì ham công tiếc việc mà ôm đồm nhiều thứ, vì bạn sẽ không thể làm xuể. Trái ngược với những điều không mấy tích cực về công việc, Kỷ Hợi lại đón không ít tin vui về đường tài lộc.
Các sao tử vi tốt giúp những người tuổi Kỷ Hợi có đủ thông minh và sáng suốt để tháo gỡ những khó khăn đúng lúc, đúng chỗ, thu về nguồn lợi nhuận bất ngờ. May mắn bản mệnh được giải thần trợ giúp, khó khăn rồi cũng sẽ được gỡ gạc phần nào, không phải lo lắng thái quá, làm gì cũng cần tự tin vào quyết định của chính mình. Đường tình duyên lại không được như ý, các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi, bất đồng liên quan đến chuyện tiền bạc, người độc thân dù có những cuộc gặp gỡ, hẹn hò mới, đây là tín hiệu tốt nhưng cũng cần cẩn thận tránh bị lừa gạt, hãy tỉnh táo trong những mối quan hệ mới quen biết. Đối diện với nhiều tác động bất lợi như này, các mối quan hệ nếu duy trì ở mức ổn định đã là lý tưởng lắm rồi. Nguyệt lệnh lâm tuyệt nhắc nhở người tuổi Kỷ Hợi, bản mệnh nên lưu tâm chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn trong cuộc sống thường ngày. Hãy nên cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi để cơ thể có thời gian phục hồi năng lượng. Tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 6 âm lịch 2024. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 6 âm lịch. Căn cứ tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, Nguyệt lệnh lâm tuyệt nhắc nhở người tuổi Kỷ Hợi, bản mệnh nên lưu tâm chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn trong cuộc sống thường ngày. Hãy nên cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi để cơ thể có thời gian phục hồi năng lượng. Nếu bạn làm việc quá sức, có thể gây ra nhiều hệ lụy nguy hiểm về sau. Bên cạnh đó, vận trình cũng tiềm tàng nhiều yếu tố bất ngờ, đa phần trong số đó là xui xẻo, tai nạn. Vì vậy bản mệnh cần hết sức chú ý an toàn khi đi xa, điều khiển phương tiện giao thông, phòng chống bệnh tật, tránh được họa huyết quang. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 6 âm lịch. Chuyện tình cảm của Kỷ Hợi khó có thể thăng hoa trong tháng này, đối diện với nhiều tác động bất lợi như này, các mối quan hệ nếu duy trì ở mức ổn định đã là lý tưởng lắm rồi. Vợ chồng có vấn đề gì cũng nên trao đổi rõ ràng với nhau để cùng tìm cách giải quyết, đừng để hai người sống dưới một mái nhà nhưng lại việc ai nấy làm, thân ai người nấy lo, sự lạnh nhạt và im lặng đôi khi còn đáng sợ hơn những lần xung đột thẳng mặt. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, phương diện tài lộc của Kỷ Hợi cũng không khá hơn là bao. Công việc giảm sút kéo theo tài chính bất ổn, thậm chí còn có dấu hiệu hao hụt khá rõ. Nhìn chung, con giáp này sẽ phải nỗ lực rất nhiều thì mới hạn chế được tình trạng hao tốn tiền của. Đây là tháng Kỷ Hợi bị tương hại cục án ngữ, lại không được nguyệt lệnh che chở. Các kế hoạch cầu tài của bản mệnh khó suôn sẻ như ý, có những việc tưởng đã thành công mười mươi, tiền sắp về đến tay thì lại bất thành, khiến con giáp này vô cùng hụt hẫng và tiếc nuối. Tháng 6 âm lịch này cũng không thích hợp để đầu tư lớn, mạo hiểm. Các hạng mục đầu tư nhỏ có thể hòa vốn và tính an toàn cũng cao hơn. Bạn nên cân nhắc vấn đề này, việc gì cũng nên tiến hành dần dần, có kế hoạch rõ ràng, đừng chạy theo cái lợi trước mắt hay nghe lời dụ dỗ mà dốc tiền vào một chỗ. Rất dễ bị lừa gạt, tiền mất tật mang, chi phí sinh hoạt tăng cao, bản mệnh khó tránh được phải tiêu tiền cho những nhu cầu cần thiết của bản thân và gia đình. Càng như vậy, bạn càng nên chi tiêu, liệu cơm gắp mắm, cân đối các khoản hợp lý thì mới không rơi vào cảnh phải đi vay mượn. May mắn bản mệnh được giải thần trợ giúp, khó khăn rồi cũng sẽ được gỡ gạc phần nào, không phải lo lắng thái quá. Làm gì cũng cần tự tin vào quyết định của chính mình, dù người khác có nói gì đi nữa, ý kiến của bạn vẫn là quan trọng nhất. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, con giáp này trong tháng mới khá bất ổn, khó khăn thử thách không ngừng ập tới, khiến bản mệnh khá vất vả để xoay sở. Công việc chịu nhiều tác động nặng nề, bản mệnh phải đối diện với nhiều trợ lực, thách thức, khối lượng công việc ngày càng lớn, việc cũ chưa xong việc mới đã dồn dập. Lúc này nếu không tỉnh táo, thiếu sự kiên trì, e rằng bản mệnh dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng, bao nỗ lực trước đó đều đổ xuống sông, xuống biển. Cạnh tranh trong tháng cũng không ít, do thiên quan hung thần gia tăng gánh nặng, càng khiến mọi thứ thêm rối ren, áp lực và cạnh tranh trong tháng tăng lên mỗi ngày. Càng những thời điểm như này, bạn càng cần bình tĩnh và tỉnh táo, nếu xử lý nóng vội thì rất dễ để lại hậu quả khôn lường. Trong tháng lại không có nguyệt lệnh ủng hộ, lại là tháng lâm đất tuyệt, nên con giáp này có cảm giác những kế hoạch dễ lâm vào bế tắc, ngõ cụt, hàng loạt rắc rối ập tới. Bạn cần có sự điều chỉnh để thích nghi kịp thời, đừng ngần ngại thay đổi khi cần thiết nếu đó là biện pháp tối ưu nhất. Khi tiến hành mọi việc, dù là lớn hay nhỏ, là thứ yếu hay trọng yếu, tuổi Kỷ Hợi đều cần tuân thủ theo từng bước cụ thể, đi từ đơn giản đến phức tạp. Không nên nóng vội mà hỏng chuyện,
bản mệnh nên lấy ổn định làm trọng, chờ đợi thời cơ đến mới hành động, hấp tấp, vội vàng sẽ nhận thất bại. Tuy nhiên, may mắn là hai cát tinh tử vi và giải thần sẽ giúp bạn chuyển nguy thành an, giữ vững tâm thái để có thể đối mặt với mọi khó khăn. Thử thách, có câu, cái khó ló cái khôn, chỉ cần bạn kiên trì tới cùng, thì với năng lực của mình, bạn chắc chắn sẽ có thể tìm ra cách xử lý ổn thỏa. Sau đây là phần cẩm nang vượng vận cho con giáp tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 6 âm lịch 2024. Khẩu quyết, trong tháng 6 âm lịch, bản mệnh sẽ có khá nhiều áp lực trong công việc, nhưng nếu cố gắng và kiên trì tới cùng, thì sẽ gặt hái được thành công. Quý nhân của bản mệnh là tuổi Tuất và tuổi Mùi. Tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu nâu và màu đỏ mận. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây là luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 6 âm lịch 2024 của người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Tử vi tuần 1 tháng 6 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Đầu tuần có thể là thời điểm khó khăn với người tuổi Kỷ Hợi khi tỷ kiên xuất hiện gây nên một vài sự hỗn loạn, đảo lộn các kế hoạch mà bản mệnh đã vạch ra từ trước đó. Cũng vì lý do này mà trạng thái tinh thần của những người tuổi Kỷ Hợi lên xuống thất thường, đôi khi còn cáu gắt và bực bội. Cũng may tới giữa tuần có các tinh thiên ấn và chính ấn nâng đỡ, giúp cho con giáp này không vì thế mà chịu quá nhiều thiệt hại. Rất may là bạn nhanh chóng nhìn thấy được sai sót của bản thân và cố gắng làm việc chăm chỉ hơn để bù đắp lại những sai lầm trước đó. Tài lộc trong tuần không nhiều lắm, có khoản thu vào nhưng chi tiêu cũng không ít, bạn không kiếm được nhiều mà còn có nguy cơ mất thêm tiền. Do những tính toán nhầm lẫn, lúc này chớ làm liều mà đem tiền bạc đầu tư vào những nơi không an toàn kẻo trắng tay lúc nào không hay. Chuyện tình cảm không thể gượng ép, tuổi Kỷ Hợi đừng quá nóng vội, bạn chưa tìm thấy định mệnh của đời mình, nó làm bạn suy nghĩ rất nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không được hạnh phúc với những gì mình đang có, hãy biết hài lòng hơn với thực tại. Tử vi tuần 2 tháng 6 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy rằng, hung tinh thái tuế tác động, người tuổi Kỷ Hợi phải chịu không ít khó khăn và thách thức trong tuần này. Đầu tiên phải kể đến đường công danh, sự nghiệp không được ổn định cho lắm, con giáp này nên hạn chế tối đa những mâu thuẫn, tranh cãi với người khác ở thời điểm này để tránh những thị phi không đáng có. Đặc biệt, tuần này Kỷ Hợi được nhắc nhở nên có thái độ đúng mực với đồng nghiệp hoặc cấp trên, dù có những quy định khiến bạn không thoải mái. Nhưng nếu đã ở trong môi trường tập thể thì bạn không thể thích gì làm nấy. Bên cạnh đó, hãy dè chừng họa thị phi ganh ghét từ người khác, họ có thể hãm hại bản mệnh bất cứ lúc nào. Nếu đang hy vọng tài lộc có khởi sắc, có lẽ bạn không nên quá trông đợi vào tuần này, mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ, việc đang làm thế nào cứ làm thế ấy là an toàn nhất. Nếu bạn có hành động mạo hiểm ở thời điểm này thì rất dễ xảy ra sai sót, thua lỗ. Chẳng những công việc và tiền bạc, tinh thần của Kỷ Hợi cũng không mấy vui vẻ, khi người độc thân có thể sẽ thấy muộn phiền khi không tìm thấy người tâm đầu ý hợp. Có thể cùng bản mệnh đi chung trên con đường dài phía trước, bạn vẫn nên mở lòng mình hơn, đừng để những chuyện không vui trong quá khứ ảnh hưởng đến tương lai. Tử vi tuần 3 tháng 6 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Vận khí tuần mới của người tuổi Kỷ Hợi có thăng, có trầm, công việc nếu giữ được trạng thái ổn định đã là một điều may mắn. Bạn nên làm việc tập trung và chăm chỉ hơn để hạn chế những sai sót không đáng có. Vào thời điểm bất ổn này, bản mệnh cũng nên hạn chế việc triển khai kế hoạch mới, vì đây chưa phải là thời điểm thích hợp, việc làm ăn kinh doanh cũng không thuận. Mối quan hệ hợp tác xuất hiện trục trặc, nguyên nhân là do hai bên không đủ tin tưởng dẫn đến xung đột về nhiều mặt, chính điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu của bạn trong tuần này. Nếu có ý định đầu tư, bạn chỉ nên bắt đầu từ những hạng mục nhỏ để hạn chế rủi ro. Chuyện tình cảm gặp không ít sóng gió, do bản tính cố chấp, bướng bỉnh của con giáp này, tuổi Kỷ Hợi có xu hướng áp đặt suy nghĩ và cảm xúc lên nửa kia, dần khiến người ấy sinh ra sự phản kháng và chống đối lại bạn, rắc rối cũ chưa được giải quyết mà mâu thuẫn mới đã phát sinh khiến không khí đôi bên ngột ngạt. Sức khỏe của tuổi Kỷ Hợi cũng có dấu hiệu giảm sút, một phần vì sức đề kháng giảm, phần là do tác động tiêu cực từ môi trường. Thời tiết đã vậy, công việc áp lực lớn cũng khiến tinh thần bạn luôn căng như dây đàn, tình hình này kéo dài sẽ rất dễ đổ bệnh. Tử vi tuần 4 tháng 6 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Sự xuất hiện của tiểu hao là nguyên nhân chính khiến tài vận của Kỷ Hợi sụt giảm, bạn sẽ phải khá vất vả để có thể bảo vệ thành quả của mình. Mà kết quả vẫn không mấy khả quan, thu chi mất cân đối, các khoản tích lũy cũng gặp nhiều trục trặc,
mất nhiều hơn được. Chuyện buôn bán, làm ăn khó khăn do sức cạnh tranh lớn, cộng thêm biến động của thị trường, một số hoạt động đầu tư hợp tác có thể bị đổ bể. Do không đạt được thỏa thuận về số vốn và lợi nhuận sau này, vốn dĩ bản mệnh cũng giỏi tính toán và biết cách quản lý tài chính. Nhưng đôi khi lại chủ quan nên mới phạm phải sai lầm, khiến tiền bạc tiêu tán, đường công danh xảy ra chút rắc rối. Vào cuối tuần, hung tinh thiên quan là điềm báo có thị phi ập tới, kẻ xấu đơm đặt chuyện sai lệch nhằm phá hoại thanh danh của bản mệnh. Càng những lúc như vậy, bạn càng cần giữ vững tinh thần để đối phó với những thủ đoạn của kẻ xấu kia. Chuyện tình cảm vẫn chưa đâu vào đâu, khi mà chiến tranh lạnh chưa chấm dứt, mâu thuẫn giữa các cặp đôi vẫn chưa được giải quyết. Bạn và đối phương thiếu kiên nhẫn để lắng nghe đối phương giải bày tâm sự, ai cũng có lý lẽ riêng mà không đặt mình vào vị trí của người kia để hiểu và thông cảm hơn. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh. Phật bản mệnh A-di-đà là Phật bản mệnh của những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Tuổi Kỷ Hợi có thể gặp nhiều thách thức và biến hóa trong cuộc đời, và Phật bản mệnh A-di-đà được xem như một nguồn động viên và ảnh hưởng tích cực đối với số mệnh của họ. Phật bản mệnh A-di-đà không chỉ đại diện cho sự bình an và hạnh phúc, mà A-di-đà là vị Phật có tình thương và lòng nhân ái sâu sắc, chú trọng đến việc giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn và đau khổ. Do đó, người tuổi Kỷ Hợi có thể tìm thấy niềm vui và sự viên mãn từ việc tìm hiểu về Phật bản mệnh này. Ngoài ra, tư tưởng về việc tích cực giữ đạo đức tốt và xây dựng tâm hồn thanh tịnh cũng là một tác dụng quan trọng của Phật bản mệnh A-di-đà đối với tuổi Kỷ Hợi. Thông qua việc áp dụng triết lý này vào cuộc sống hàng ngày, họ có thể tạo ra môi trường tích cực xung quanh mình và tìm kiếm niềm vui, sự hài lòng và hạnh phúc từ việc chia sẻ, giúp đỡ những người khác. Tượng Long Quy. Long Quy là linh vật mang đầu rồng mình rùa, thể hiện sự mạnh mẽ và quyền uy đối với người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Tượng Long Quy có thể tượng trưng cho khả năng tiền tài, quản lý tài chính và thực hiện các mục tiêu lớn. Các biểu tượng này đã thúc đẩy họ vươn lên vượt qua các chiêu thức và giải quyết khó khăn, tạo nên sự thịnh vượng và thành công trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, Long Quy còn mang đến yếu tố tinh thần, giúp người tuổi Kỷ Hợi duy trì lòng kiên nhẫn và sự tập trung vào mục tiêu. Các biểu tượng này khuyến khích họ không ngừng phấn đấu, không bao giờ từ bỏ và tìm kiếm những cơ hội mới. Long Quy còn có khả năng tiêu trừ những năng lượng tiêu cực, giúp người tuổi Kỷ Hợi giữ vững tinh thần và đối diện với mọi vấn đề, giải quyết một cách tự tin. Tượng ba vị thần Phúc Lộc Thọ. Tượng ba ông Phúc Lộc Thọ cực kỳ phổ biến, vị ba vị thần tượng trưng cho ba ước muốn từ xưa của con người là Phúc Lộc Thọ, là sự giàu có, quyền lực và may mắn, bên cạnh cuộc sống khỏe mạnh và lâu dài. Ba ông Phúc Lộc Thọ luôn được đặt cạnh nhau, không bao giờ tách rời và theo thứ tự cụ thể. Bên trái luôn luôn là ông Phúc với tất cả nguồn năng lượng phước lành và may mắn. Ở giữa là ông Lộc với niềm tin về sự thành công và tài chính ổn định. Ông Thọ luôn ở bên phải mỉm cười và ban tặng những món quà của tuổi Thọ và cuộc sống yên bình. Tượng voi. Voi, loài voi trong tự nhiên có sức mạnh phi thường, không thua vị mãnh hổ hay nhiều loại động vật thông minh khác. Theo phong thủy bày tượng, voi trong nơi ở văn phòng sẽ giúp bình ổn công việc, làm ăn, thu hút tài lộc, trấn yểm vận xấu, trong nhà luôn có điềm lành. Kim tự tháp Thạch Anh. Kim tự tháp là một khối hình học đặc biệt, nó có thể sản sinh ra năng lượng đặc thụ và vô hình. Dạng thức năng lượng huyền bí này được hình thành từ nhiều hướng và công dụng đa dạng vô cùng đặc biệt. Đá Thạch Anh giúp cho dòng năng lượng ổn định và giữ nguyên tính chất khi sóng điện từ và tia vũ trụ xuyên qua lớp đá. Cùng một lúc nó đã hội tụ năng lượng cực lớn tại khoảng giữa trung tâm kim tự tháp và ảnh hưởng đến không gian xung quanh. Dạng năng lượng này có thể giúp cho người thiếu ngủ hay mất ngủ hoặc người lao động với cường độ quá cao có thể lấy lại sức khỏe. Thuyền buồm đầu rồng. Thuyền buồm kết hợp đầu rồng tượng trưng cho giò nước, biểu tượng mang lại nhiều cuộc giao dịch kinh doanh thành công, tốt đẹp và thu về nhiều lợi nhuận tiền của. Tuổi Kỷ Hợi nên đặt vật phẩm phong thủy chiêu tài này trong văn phòng, cửa hàng, với đầu rồng quay vào bên trong để điều hướng dòng tiền, sự may mắn về phía bạn. Gương bát quái. Gương bát quái là một trong những công cụ nổi tiếng và phổ biến nhất được sử dụng trong phong thủy để bảo vệ khắc phục hoặc hóa giải cho các ngôi nhà có hướng xấu.
Nếu được sử dụng chính xác, gương bát quái giúp ngăn chặn nhiều việc nguy hiểm, ngăn ngừa bệnh tật, tai nạn, trầm cảm, điều tiết khí trượng và từ trường trong phòng, khiến tâm trạng bình tĩnh, thoải mái, điều tiết sự cân bằng của cơ thể dần dần phục hồi sức khỏe khi bị những căn bệnh mãn tính. Biểu tượng cá giàu sang phú quý và may mắn là ý nghĩa của biểu tượng hình cá. Theo phong thủy, tượng cá chép, cá rồng hoặc tranh vẽ cá sẽ mang đến thịnh vượng cho văn phòng và căn nhà của bạn. Nhiều doanh nghiệp vận dụng thêm yếu tố ngũ hành để đặt bể cá cảnh như cá vàng, cá bảy màu, cá chép gần lối đi để tăng thêm vượng khí cũng rất hiệu quả. Quý khán giả thân mến, trong cuộc sống hãy bớt phàn nàn, hãy bao dung và thấu hiểu hơn, đừng nổi nóng vì lỗi lầm của người khác. Đó thực sự là một sự giải thoát cho chính bạn. Nếu bạn dùng lỗi lầm của người khác để khiến bản thân khó chịu, thì cái mất nhiều hơn cái được. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, đừng tự trừng phạt mình vì lỗi lầm của người khác, đừng nghi ngờ cuộc sống của chính mình, đừng so sánh hạnh phúc của mình với hạnh phúc của người khác. Phàn nàn về cuộc sống của chính mình và ghen tị với hạnh phúc của người khác, phàn nàn là điều vô ích, tiêu tốn nhiều năng lượng nhất, khiến mọi việc ngày càng tồi tệ hơn. Nếu bạn hoang phí quá nhiều và bị bao vây bởi năng lượng tiêu cực trong một thời gian dài, bạn sẽ mất tự tin và mất sức sống, cuộc sống của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Bản chất của con người là hy vọng, tránh xa sự thất vọng, đau đớn và phiền muộn và sống một cuộc đời hạnh phúc mãi mãi. Nếu có vấn đề gì đi ngược lại xảy đến, thì con người ta sẽ bắt đầu khó chịu và phàn nàn. Nếu bạn quá gắn bó với một tình huống hoặc sự kiện nhất định, bị ám ảnh quá mức bởi những cảm xúc tích cực đi kèm và cố gắng chống lại trải nghiệm tiêu cực, bạn sẽ rơi vào thất vọng, giống như đi tàu lượn siêu tốc đầy cảm xúc, bạn sẽ tự làm khổ chính mình. Đời người là khách qua đường, đến rồi đi, vội vã trên đường đời này, danh lợi đều là hư không, cần phải xem nhẹ, ai có thể tươi cười mà sống mới là người thông minh thực sự. Vâng, quý khán giả thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết trong tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Chương trình xin được tạm dừng tại đây, chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý khán giả, chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tươi sáng. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.